Vâng, anh ạ. À. Tôi hổ thì Vâng. Thì em toàn bên Bình Dương thôi. Rồi. Cái đôi chim hôm anh ship ngài đấy, cái con đánh dấu nó được cái cái đấy. Nấu chưa? À, được gần tháng này mà cái ông xe ôm ông chở đi đấy. Chở về chỗ nào? Về bên Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc này này. Thế bạn đặt như nào thì tôi chuyển cho bạn như thế. Không, ý biết rồi, nhưng mà cái con đánh dấu tí ở trái này là con cái con đực. Thế bạn đặt hai con đúng không? Vâng, hai con đi vào cái hộp giấy xong cái ông đi xe ôm đấy. Đúng rồi. Hôm đấy hai con là bạn đặt của tôi là một trống một mái đúng không? Vâng. Thế là con đánh dấu là con trống. Con đánh dấu là con trống à? Ừ. Thế thì chết mẹ rồi. Ừ. Chết mẹ rồi là như nào? Con đấy nó chết rồi. À, tưởng là nó bay mất nào. Không, thế thì mới bảo nó chết mẹ nó rồi, còn con cái nó vẫn xấu, con đấu trống thì nó chết rồi. Trời. Nó vừa chết thương gì vâng, nó vừa chết hôm qua. Nó chết mất. Nó đi ạ. À. Mấy hôm nó vội quá không để ý được, thế đến lúc trưa hôm qua để ý đến thì nó đi ở thì nó cho uống thuốc không kịp nữa, thì tối hôm qua nó chết rồi. Mấy đang bảo trong con đấy con trống hay con mái? Đánh dấu là con trống. Đấy, không phải thì anh để cho em bớt con trống đi. Ừ. Vâng. Thì bắt cho em con trống để cho em cả cho nó thành đôi rồi. Đúng rồi. Vâng. Không còn nguyên con cái thì trắng. Không tin tưởng thì hôm qua cũng mổ ra thì thấy nó có hai con cá nhỏ nhỏ thì bảo đây con cháu mẹ rồi. Ở đấy, ông biết thế thôi mà ông lại còn hỏi. Thế như để hỏi cho nào ông đánh dấu con đấy nó là con cháu nhớ hay không? Có ông lại thử tài sao chim cu gáy à? Chứ còn gì nữa. Đấy, ông có lín thở, ông nhìn xong cái nào. Ờ, ông mới bảo là con đấy là con gì, xong ông mổ ra từ bao giờ, xong bây giờ ông hỏi là con đấy là con trống hay con mái. Thế ông khôn thật đi, có gì mà khôn. Đúng rồi, đúng, may là mình có bản lĩnh thực sự không thì lại chết, không thì nó sẽ chết đòn. Nếu con đánh dấu ông bảo con đấy con mái thì nào bảo ông là không phải. Đúng rồi. Nhưng mà nuôi phải để ý vào, nuôi để nó hoang quật thế thì mùa này nó rét thế thì phải để ý nó vào. Alo, ngày mai vắng chưa chuyển tiền cho anh Thao chuyển mình sang cái băng chuyển qua. Vâng, anh đó chuyển rồi. Anh cứ chuyển đi, lúc nào anh chuyển thì bên của em nó báo luôn mà. Dạ, tại sao cái băng nó qua đó cũng chắc tí một hồi nó qua tới. À đi à, vâng. Ừ. Anh em mình đã thống nhất như thế thôi, vâng. Khi tôi đi khám bệnh ở bệnh viện Bình Dân thành phố xong cái ra tôi ra cái đài tôi ghé ngân hàng mình chuyển luôn cho anh luôn. Mai anh chuyển cho tôi chính xác là chuyển bao nhiêu tiền? Chính xác cho anh 30 triệu á, 50 đôi á. Rồi, chuẩn, anh em mình thống nhất thế rồi, à, cứ thế đó là thống nhất với anh á, anh có tặng thêm con nào thì cảm ơn con đấy. Rồi. Để làm kỷ niệm mà. Anh em à, đây bốc à, tôi quay rồi, cái quán lên cho anh coi. Sẽ có tặng. Rồi, anh Thao, cảm ơn anh Thao. Vâng. Rồi. Vâng, nghe nhé. Alo. Tôi nghe đây rồi. Anh Thao không? Ừ. Rồi, chuyển rồi nha, mới chuyển rồi á, chiều anh nhận được, tại sao băng qua nông nghiệp á. Rồi. Chuyển 30 triệu, anh Thao nhận được, báo giùm cái ha. Rồi, mới nhận được cái đó, tôi báo lại luôn. Rồi. Nó làm thiếu cho cậu rồi, không phải no đâu. Rồi, có gì báo, chiều nhận được, báo giùm cái ha. Rồi.